Và đây là cây xanh. Cây xanh này, cây xanh thì là cũng là loại nhỏ. Cái này một người bê được. Cây xanh này loại nhỏ thôi, một người bê được. Tán trên họ mới cắt. Họ mới cắt. Họ mới cắt. Có một ông tử rất sinh động, ngồi dưới đỡ cái cây lên, dễ quấn qua tay. Tác phẩm này thì nghệ nhân họ cho cái cây vắt trên đá. Cái gốc thì phía ngoài này cũng thường thôi, không có vấn đề gì đây. Thế là họ tạo ra một cái điểm nhấn. Điểm nhấn là đây, cái đá do bộ lề đá. Đá chạy lên đây. Cái cây này vắt trên đá. Dễ ăn sâu lắm rồi. Để tạo ra cái sự độc đáo cho cây. Thân xù xì, rất già rồi. Đây, tổng thể của cây đây.